Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay ẩm thực miền quê mình mời các bạn cùng vào bếp để làm món cá chép hấp dưa chua nhá. Để làm món ăn này ạ, đây là cái thành phẩm mình vừa mới làm xong. Và các nguyên liệu làm món ăn ngon này ấy, thì chúng ta sẽ vào bếp để mình lấy sau nhé. Mình sẽ làm sau. Đây ạ, bây giờ mình sẽ lấy ra để mời các bạn cùng xem và thưởng thức món ăn với mình. Đấy, khi mình đã hấp xong rồi. Ngon này, các bạn chuẩn bị một cái đĩa xô lòng một chút để mình sẽ cho cái phần cá này ra nhé. Các bạn ăn nấu canh dưa hoặc là các bạn có thể cá chép om dưa ăn mãi cũng ngán, thì hôm nay mình chia sẻ cách hấp như thế này. Đấy ạ, không cần cái gì cả, nước cá này ra rất là ngọt luôn, ngấm vào dưa làm cho món ăn sẽ ngon hơn, hấp dẫn hơn nhá. Đây các bạn sẽ dưới cái phần nước hấp cá này lên cá nhá. Chúng ta ăn cá chúng ta phải có một chút nước thì nó mới ngon của cá nhá, không bị khô ạ. Đây các bạn, thành phẩm mình làm xong đấy ạ. Và các nguyên liệu để làm món ăn này thì mình mời các bạn cùng vào bếp với mình ạ. Các bạn để làm món ăn này thì các bạn chuẩn bị cho mình một con cá chép nhé. Mình dùng con cá chép này 2kg ạ, một bát dưa chua, 3 quả cà chua ạ, thì là và hành lá nhé. Và các bạn cho mình gừng, hành thơm, ớt. Các gia vị thì chắc nữa mình sẽ nói sau. Trước tiên thì các bạn sẽ làm sạch cái phần cá này để cho hết cái lớp nhớt ở bên ngoài của cá thì nó sẽ không bị tanh. Thì chúng ta sẽ làm sạch bằng muối nhé. Các bạn sẽ sát sạch bằng muối cho mình. Đấy. Mình sát bằng muối này thì cá sẽ hết cái độ nhớt của cá đi. Cái lớp nhớt bên ngoài nó sẽ làm cho cá tanh nhé. Mình sát sau khoảng độ 5 phút nhé các bạn nhé, thì nó sẽ hết cái độ nước đi. Đó, các bạn sẽ rửa sạch lại mình để ráo nước. Cái con cá này to ấy, thì chúng ta có thể cắt ra làm đôi, nếu mà cái nồi hấp của chúng ta không vừa ấy, thì mình cắt ra làm đôi cũng được. Còn nếu mà vừa thì các bạn để cả con cũng được nha. Làm thế này ấy, thì nó sẽ sạch hết đi. Đấy, nước nó rất là nhiều vậy, nó ra hết. Chúng ta ăn canh dưa cá với chép với dưa chua cũng cả nấu canh cũng được, hoặc là các bạn làm cá chép om dưa cũng được, nhưng mà hôm nay mình làm mới hấp với dưa chua để cho nó không cần phải thịt mà nó sẽ đỡ đi cái độ ngấy của cá các bạn ạ, thì cá cũng rất là béo rồi. Cái phần mang các bạn làm sạch đi cho mình nhé, và mình sẽ rửa lại cái phần cá này đi ạ. Hành thơm, gừng, ớt các bạn sẽ thái ra cho mình nhé. Dập dập ra rồi các bạn thái nhỏ, thái lát ra cho mình. Thế ạ, phần gừng mình đã làm xong rồi. Hành thơm các bạn cũng thái ra cho mình nhé. Ớt mình cắt khúc ra. Cái phần dưa chua này mà chua quá thì các bạn nào có thể là rửa đi nhá. Như dưa chua này của mình là vừa tới tầm ăn nên là rất là ngon ạ. Cái cà chua thì các bạn sẽ bổ cau ra cho mình. Cà chua thái cau ra. Hành và thì là các bạn sẽ cắt khúc cho mình nhé. Cái món cá thì chúng ta cần nhiều hành và thì là nó sẽ thơm ngon. Khi con cá này thì các bạn sẽ cắt ra làm đôi cho mình nhé. Ngoài đường tiếng hơi ồn các bạn ạ, nên là các bạn xem video của mình các bạn thông cảm cho mình một chút nhé. Xe đi hơi nhiều. Thì các bạn cắt xong cái phần cá như thế này rồi, bây giờ mình sẽ ấy để ướp gia vị nhé. Và để ướp gia vị thì các bạn sẽ khía cho mình cái phần cá này ra. Thì khi mình ướp gia vị vào nó sẽ ngấm vào con cá các bạn ạ. Thịt rất là đỏ như này. Nhưng là cá này là cá tươi ngon ạ. Và nó nuôi lâu ấy, thì thịt nó sẽ thơm như thịt trâu ấy các bạn ạ. Đây các bạn sẽ cho mình vào đây một canh nhé để mình ướp nhé. Các bạn cho mình thìa một canh này. Thì hạt lêm nữa nhé.
Để mình ướp ạ. Và tiêu. Các bạn cho mình thìa tiêu nữa. Và bột ngọt. Các bạn cũng cho mình thìa bột ngọt nữa. Đây các bạn, cái hỗn hợp này các bạn sẽ trộn đều lên cho mình nhé. Và mình sẽ ướp vào cá này ạ. Vào cá để cho nó ngấm gia vị vào cá. Phần trong bụng nó cũng thế, và phần đầu phần mang nhé, đầu cá. Các bạn sẽ cho phần hành và gừng vào trong bụng cá cho mình. Các bạn ướp cho mình khoảng 15 phút nhé, sau đó thì mình sẽ hấp lên ạ. Đây các bạn chuẩn bị một cái nồi nhé, hoặc một cái chảo như của mình cũng được. Và mình sẽ cho vào đây cái phần dưa ạ. Mình đặt ở dưới các bạn ạ, để cho khi chúng ta nấu cái chảo của chúng ta ấy, nó sẽ không bị dính cá vào nhé, hoặc cái nồi nhé. Đấy. Cà chua các bạn cũng cho vào cho mình. Rồi bây giờ mình sẽ đặt vào đây cái phần cá nhé. Cái dưa này thì chúng ta hay cho cái cẳng vào, nó sẽ làm cho cái dưa cá nó không bị sát xuống dưới chảo. Đây các bạn sẽ cho phần cá vào cho mình. Gừng ớt còn lại các bạn cũng thoa lốt vào cho mình nhé. Còn thơm nữa. Mùi hành lá các bạn cũng cho vào. Còn lại để chút nữa mình sẽ cho sau nhé. Đây các bạn sẽ hấp cho mình khoảng 15 phút nhé. Đây các bạn, mình hấp như này mùi dưa chua rất là ngon luôn. Nếu mình cá chép mà om dưa thì nhiều lúc chúng ta phải xào lên hoặc ấy lên thì cá nó sẽ rất là ngấy ạ. Nhưng mà đây là mình hấp lên như này, lấy cái độ ngọt của dưa cá. Rồi, bây giờ mình sẽ cho vào đây một chút nước tương ạ. Cho nó ngấm vào cá này, phần nước tương này. Cái phần hành lá và thì là các bạn cũng cho lốt vào luôn cho mình nhé. Thơm luôn. Mình đậy vung khoảng 2 phút nữa để cho cái phần hành và thì là nó chín là được. Sau khi mình đậy thêm được 2 phút nữa các bạn, hành và thì là đã chín rồi nhá. Phần cá này rất là ngon như thế này rồi. Đây khi cá mà nó đã dặn hết cái phần thịt như thế này là đã chín rồi. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách làm món cá hấp dưa chua nhé, cá chép hấp dưa chua thơm ngon như thế này. Các bạn thích có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình.